Chào anh em nhé. Sáng nay tôi đi xuống nghìn lấy trời mòi nhỏ anh em ạ. Chắc này đào phải ít một số cây có bầu. Anh em dặn cái cây có bầu nhiều quá. Đây này, những cái vườn làm sạch đây này. Có cái vườn bài lòi thì bỏ hoang. Nó có những cái cây mà nó nằm ở dưới gốc ấy. Mấy cái vườn này chắc lâu lắm thì không làm cỏ nó mới còn. Lộng tùm ra rút vào. Này, anh em này, dưới những cái gốc cây bài lời này, nó có trong những cái cây trời mỏi đây này. Cái này thì trên là những cái tán nó bị mất nắng này anh em. Nó bị ốm nắng ấy thì nó ra quả cũng ít anh em ạ. Nhưng mà nói chung là cây nào cũng ra quả hết. Đây, những cái gốc của nó đây này. Quả thì nó không như những cái cây nó mọc ở thoáng. Cây mọc ở thoáng thì quả nhiều. Những cái này hôm nay chắc tôi đào hết cả những cái bầu của nó luôn. Cây nào quả hết. Nhưng mà những cái này thì bứng xong thì cũng cắt hết lá mới quả đi anh em ạ. Chơi thì vẫn chơi nhưng mà để sang năm mới chơi được. Chứ còn mình mà đào bây giờ nó đất dễ thì đường nào thì nó cũng về gửi tới anh em mình, nhiều khi là anh em giao lưu với anh em đấy, trồng thì nó cũng rụng hết đi quả đi anh em ạ. Thì giờ tôi tiến hành đào một số gốc anh em nhé. Trong cái vườn này nó tán cái bề lời thì nó kín tối anh em, quay phải bật đèn flash. Trước tiên là thịt cái thằng hai thân này trước, chả biết là nó hai cây hay một cây. Đây anh em lên rồi đây, thì những cái cành như này này. Cái này cũng phải thu bớt lại anh em ạ. Quả cây thì phải bỏ hết đi. Xong rồi bó bầu lại là ok. Cứ thế này ra tí lấy băng keo băng chặt lại anh em ạ. Cây nào không quả hết anh em ạ. Chắc tôi đào một số cây như này có bầu này thôi. Còn lại thì chắc tôi đào trần trần của này anh em này. Vừa nhanh vừa tiện. Chứ cái vườn này thì bà con chuẩn bị làm cỏ rồi. Chặt hết phí. Tranh thủ. Đây anh em đưa được nó về rồi đây. Hôm nay được có 7 em có bầu thôi. Đây, tôi cũng cắt trụi hết này. Nói chung là cây thì mình cứ phải cắt thế này đi anh em ạ. Thì nó mới mạnh chứ còn nhiều khi mình để lá mấy cái quả thì nó sẽ hút nước trong cái thân này này. Trồng nó sẽ yếu. Cứ khi khai đào cây mới đào thì cứ nói chung là cứ cắt hết đi. Nó còn dính quả này. Tí gửi đi tôi cũng cắt hết lá đi anh em. Sạch những cái lá này. Đây này, phố số 1 này. Phố số 2 này. Phố số 3 này. Phố số 4 này. Phố số 5 này. Phố số 6 này. Và phố số 7 này.
Còn bốn cái cây này thì đào nó bể bầu anh em ạ. Bể bầu thì cho thêm một cái lô riêng bốn cây không bầu. Nếu mà là tôi thì tôi lại thích những cái loại như này này. Mình vừa cắt ngắn mà vừa thu rễ lại. Trồng sau này nó ra mầm mình uốn nó đẹp thành những cây bonsai tiểu cảnh đẹp. Dễ lắm cái dòng này. Giờ cứ găm xuống đất thì nó cũng lên mầm thôi chứ không cần phải trồng mấy. Đây này, trước đây tôi cũng dư một cái phôi nó không có rễ này anh em này. Cắt chửi nổi mà tôi cũng chả trồng, tôi cứ găm nó xuống này. Nó bật mầm này. Đây này anh em này. Dễ đây, không có dễ đâu. Mới găm chắc được, đây này, nó đang bắt đầu nó ra đây này. Anh em thấy không? Đấy, nó đang ra rễ đấy. Ra mầm đúng là cái điểm co này. Rất là dễ cái dòng này luôn. Nhiều anh em cứ sợ đấy là cây không có một cái gì đấy nhá, chứ còn đừng có nói cây có rễ thì không nói nha.